Cả nhà ơi, Út nhà em leo cây cả nhà. Nổi không? Cẩn thận đó trời, cây 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 nhỏ xíu. Nhóc cả nhà ơi. Vậy hả? Trái đợt hai rồi hả? Đúng đúng lắm, đúng lắm. Hết leo rồi, giờ tới lấy cây chọc. Ừ, trèo đi. Bây giờ chị làm không? Chị cãi em không? Nó út đó mà vậy đó. Ý bự con ăn hiếp hả? Ý bự con ăn hiếp hả cô? Cả nhà ơi, cả nhà nhìn nè, đây là một vùng quê yên tĩnh, y như Việt Nam luôn, y như ở, ở bên Việt Nam mình luôn cả nhà ơi. Bữa nay trời nắng nóng quá cả nhà ơi. Giữa trưa nắng, cả nhà ở trong nhà không ngồi, đi ra ngoài đường ngồi nắng nóng muốn chết. Ừ, đi ra sau hè, đi ra sau hè ngồi đi hái trái na được hai trái chứ. Thì bà nói tao không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra luôn, tự dưng cái bà cố xứ, không bà cố xứ nào, bà chùa, bà chùa bà chúa xứ mà nói chùa bà cố xứ, trời ơi bó tay. Bà chị thì chưa bạc, nhỏ em út thì nó bạc tóc hết rồi. Ngủ quá Bà chị phải dỗ nó bạc cho con em. Để dành làm kỷ niệm. Đâu? Nhau đi để mày Đây. để đây Ngắn quá là sao nhỏ này không nó được trời. ngắn kỷ niệm lắm rồi đó Hảo thì mới rồi đó, cọng kia nó có đậu đứt ngang á, cọng này là cọng mới, cọng kia nó có đậu đứt ngang á, lên nó không có cái lộ nó ấy lên á, mình nhổ rồi nó lên là nó không có giống vậy. Ăn đi. Thấy là cơ ấy nhờ, cơ bên Úc gửi về, đem về châu Âu. Cơ. Đem chuyện. Thấy không ạ? Đi giao ăn không? Đi Để giao giao ăn. một cái khoa này này. Đi giao ăn không? Tha kỳ này ăn. Giao ăn kỳ này xưa. Bà ăn 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 khớm nè. Ăn Bà ăn khớm này nè. Cảm ơn thôi bà. Cảm ơn. Không. Đây em đã nói em đã phân biệt thứ hai tí rồi. Cái này là cái cùi. Cái miếng này em còn không nào có miếng như trên này. Cầm lên trên.
mèo cao như là người mềm với ông đẹp. Anh nó mèo cao à? Và cô Lâu này cận bà ở gần nhà, xong rồi nhà ngày nào ở bà cũng nhà lại lâu chơi cận hết lâu trơn á, cận bà về không có phần gia đình, thôi bà muốn sống ở một mình Kiên vậy. Giang cho cái lô cả nhà gia làm chàng chàng gia làm hết cái lô cả Ha lô quán cả nè. cái lô cả nhà Quán à. nhà.